Hello anh em, với video lần này thì em xin thể chia sẻ với anh em một trong những điều rất là quan trọng trong quá trình chúng ta đầu tư, đó chính là tư duy mà chốt lời và cắt lỗ. Thì anh em phải hình thành cho mình cái tư duy này đúng và rõ ràng thì lúc đấy anh em đầu tư mới hiệu quả được. Thì nghe thì có vẻ đơn giản là chúng ta sẽ phải có một cái kế hoạch rõ ràng, một cái target rõ ràng là x bao nhiêu thì anh em sẽ chốt lời, chốt gốc của mình ra, và âm bao nhiêu phần trăm thì anh em sẽ cắt lỗ. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà khi thực hiện lại rất là khó khăn, tại vì đây là một cái cuộc chiến tâm lý. Em thường thấy là nhiều anh chị và các bạn chúng ta mới vào thị trường sẽ gặp phải cái câu chuyện là đó chính là khi mà cái dự án giống như bản thân em thương ấy, cái dự án đó hơn x4 rồi mà em thương còn lúc đấy lòng tham nổi lên, kỳ vọng còn nhiều hơn nữa, thế là không chốt. Thế bất ngờ thị trường downtrend quay về điều chỉnh mạnh, thế là thành ra phải chia, đến khi mà chia 3 thì em thương mới cắt lỗ. Thế thành ra là đó là những cái bài học mà mình rất là gọi là những cái bài học mà mình nhớ rất là lâu, tại vì tiền của mình trong đấy mà. Nên là em thương rất là mong muốn là anh em sẽ thành lập cho mình cái tư duy này rõ ràng, tức là phải luôn nhớ là đến target bao nhiêu mình sẽ chốt gốc, chốt một phần lời, còn phần lãi trong đó thì mình gồng sẽ dễ hơn, và nó sẽ âm bao nhiêu thì anh em sẽ cắt lỗ, thả âm 20-30% cho mình để chia 3, chia 4 rồi bắt đầu mới cắt lỗ nha anh em.